Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người mấy chiếc áo 16-5 hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhé. Em sẽ lên 2 chiếc màu ô liu và 2 chiếc màu dần di. Đều là áo 16-5, hàng đều cam đoan nó là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhé. Các anh yên tâm, đúng quân đội Mỹ thì em sẽ bảo quân đội Mỹ, mà nó là hàng Thái em sẽ bảo hàng Thái. Thì em có đầy đủ các mặt hàng. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ nhé. Đầu tiên em sẽ lên cho mọi người chiếc áo 16-5 ô liu size nhỏ nhé. Cái size là size XML rồi Guna thì phải. Thì em đo vai cho mọi người. Cái áo này là hai khóa đồng, cái tem size của nó đã bị mờ rồi ấy, nên là không biết chính xác nó size gì nên phải đo chính xác vai. Vai của chiếc áo này là vai 47 nhé, vai 47 chắc chắn nó size XML. XML dành cho các anh từ 52kg cho đến 60kg quay lại nhé. Dài của nó 78, dài 77-78 thì nó là size XML Riguna. Cái này dành cho các anh từ 50, cứ gọi là từ 50kg cho đến 60kg nhé, 60kg quay lại, và cao từ 1m65 1m65 đến 1m72 nhé. Cao từ 1m65 đến 1m72. Chiếc áo này của nó thì đều màu, nó xuống màu đều nhé, xuống màu đều, không bị lủng lách gì. Tem size bị mờ, cái size này size nhỏ nhé. Như em hơn 60 cân mặc là cái cầu vai bị hớt này, cầu vai phải đến đây thì mới là vừa này, nhưng cầu vai này bị hớt này. Đấy, cái này là dành cho người 50kg cho đến 60kg nhé. Độ mới của nó thì còn tầm 90%, không bị lủng rách gì. Cái chữ V này vẫn còn ok nhá, miếng dán ok này. Đấy, miếng dán còn ok nhá. Cái đầu vào khóa còn rất là đẹp, cái đầu vào khóa còn rất là đẹp nhá. Đó, khóa là hai khóa đồng, mũ còn đầy đủ, em kiểm tra rồi, còn một tem cho mọi người. Cái này cao 1m65 đến 1m72 là mặc ok nhá. Cái này thì em hơn 60 cân nên mặc kéo khóa và nó bó không đẹp. Cái này chỉ 60 60 cân trở xuống thôi, mũ còn đầy đủ. Đây, cái size này size rất hiếm nhá, size này size hiếm, giá trị của nó rất là tức là cái tìm cái dòng XML này rất là ít, không có nhiều nữa. Cái này đều màu còn rất là đẹp nhá. Ai ưng ý cái chiếc áo này và vừa chiếc áo này thì liên hệ với em bán giá sản phẩm này là 2.800.000, 2.800.000 cho chiếc XML này nhé, không bị lủng rách. Em đảm bảo cho mọi người là không lủng rách gì, cũng không dơ bẩn đâu ạ, không dơ bẩn đâu ạ, chỉ dính ít lông trắng trắng này thì về mọi người nhổ ra giúp em thôi. Nó để trong kiện thì nhiều khi nó vướng nhiều cái hàng khác ấy, nó bị thỉnh thoảng bị một ít lông trắng trắng này này, về mọi người rút ra là hết ạ. Đấy, không có gì đâu ạ, sạch sẽ, không đủng rách, độ mới còn màu còn 90% nhá. Giá em bán là 2.800.000, cái tem size này nó bị mờ rồi. Rồi em xong chiếc thứ nhất, em sẽ lên chiếc thứ hai cho mọi người. Chiếc thứ hai là chiếc cũng size small, à cái này size small to hơn, size small Reguna nhé, 60 đến 68 cân, 60 68 cân mặc được, 70 cân mặc được nhé. Cái 70 cân như em mặc là vừa. Cái áo này thì đẹp hơn, cái chiếc áo này của nó còn 95%. Size small Reguna nhé, em mặc cái này là vừa, cầu vai này là vừa này. Đấy, chứ vừa trong cầu vai nó ngắn. Cái small này là vừa, tầm 60 cân cho đến 68-70 cân là vừa chiếc áo này nhá. Chiếc áo này còn 95%, không lủng rách gì, đẹp. Dây rút trên dưới đầy đủ nhá, mũ đầy đủ, độ mới cao. Cái này là size small Reguna, sản xuất năm 1974 nhá. Cái này còn rõ tem size và đời của nó vẫn còn rõ ràng nhá. Hai tem, đời hai tem này, đời 574 thì vẫn là hai tem nhé.
còn 576 thì bắt đầu mới là 75-76 thì mới bắt đầu là một tem to ở đây. Từ 574, từ 572 đến 74 là vẫn còn tem nhỏ. Áo này chất vải rất là còn đanh nhá, đanh dày rất là đẹp nhá. Chiếc áo này em bán là 3.200.000 nhá, size small rồi Una 574, 3.200.000. Anh nào thích nhé, em có số điện thoại 0378 050 027. Tiếp theo em sẽ lên một siêu phẩm áo 165 dằn nhé. Đây là siêu phẩm, size là size cực đẹp, size small short, độ mới 100%, size small short mới 99%, cứ gọi là 99% đây, chứ còn thực tế là mới gần như là chưa sử dụng. Cái này mới chưa sử dụng luôn nhé. Thân đồng, cổ nhựa, cực kỳ đẹp nhé, đẹp xuất sắc luôn đấy. Size sửa small short này từ 60-68 cân, cao 1m63 đến 1m68, cao 1m63 đến 1m7 cũng được nhé, 1m7 thì mặc hơi ngắn chút, chứ còn thực tế là 1m63 đến 1m68 là mặc đẹp nhất đó. Vừa nâu được mọi người, anh rút đầy đủ nhé. Như vậy này, đấy, mặc cái này là siêu ấm luôn, ok chưa? Chiếc áo này quá đẹp luôn nhé. Cái này không có gì để bàn cãi cả. Độ mới của nó thì gần như là chưa sử dụng, cực kỳ hiếm nhé. Cái áo này thật là sự là em kiếm mãi được một chiếc áo như này đấy, mới gần như chưa sử dụng, tem trắng tinh. Sản xuất năm cái này năm 1983 nhé, 1983. Dây rút đầy đủ nhá, mũ còn đầy đủ, chiếc áo này không có lỗi lầm gì để chê rồi vì nó gần như là chưa sử dụng, mới 99%. Chiếc áo này 1.500.000 nhá, anh nào thích thì liên hệ với em, 1.500.000 cho chiếc áo này M65 dằn Z 1983 mới 100%, chuẩn cấp phát quân đội Mỹ, 1.500.000. Một chiếc nữa, một chiếc dằn nữa đi, cũng là size đẹp đi, cũng size sửa mô sóc nhé. Nhưng chiếc này của nó là hai khóa đồng sản xuất 1982 nhé. Đây là nó hơi mờ một tí nhưng mà nó là sản xuất 1982. Đây nó có số 2, số 8 này là 1982 ạ. Độ mới 95%, độ mới 95%, size sửa mô sóc 1982, 2 khóa đồng nhé, cực kỳ hiếm. Độ mới của nó thì tầm 95%, cũng 60 cân đến 68 cân, cao 1m63, 62-63 đến 1m68, mặc đẹp, xuất sắc luôn. Dây rút trên dưới đầy đủ nhá, nhà em thì cứ bao dây rút đầy đủ cho mọi người, thiếu đâu thì em sẽ bù vào, không ảnh không lo, vì nhà em cũng có dây rút ngoài ấy. Nhưng mà đều là dây rút zin ấy, không phải dây rút đấy đâu. Em tháo từ áo 165 lỗ ra ấy, có đầy đủ dây rút cho mọi người nhé, chứ không phải dây rút ở ngoài đâu, đều là dây rút zin của áo 165 đấy, nên là mọi người cứ yên tâm, sẽ đầy đủ dây rút cho mọi người, mũ đầy đủ nhá. Chiếc áo này thì không dơ bẩn gì, không nủng rách gì, hai khóa đồng, màu đều nhá, rất là đẹp. Độ mới tầm 95%, giá chiếc áo này là 1.300.000 nhá. Anh nào thích nhé, với em có số điện thoại 0378 050 027. Bốn chiếc áo lên cho mọi người ưng ý sản phẩm nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo ạ.